Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Từ bồi thường 1.900 đồng ở Đắk Lắk đến hỗ trợ 4 lạng gạo ở Bình Định. Kính thưa quý vị xem đài, làm đường 100 tỷ đồng, bồi thường cho dân 1.900 đồng. Chương trình hỗ trợ lừa đỏ ngày Tết, mỗi người dân được hỗ trợ 4 lạng gạo. Chuyện thật mà cứ như bịa. Sau loạt bài báo Lao Động nêu lên về việc bồi thường hỗ trợ dân khi thực hiện dự án giao thông ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Buôn Mê Thuột cho hay, quy định hiện hành về bồi thường hỗ trợ cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để làm dự án vẫn còn bất cập, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của dân. Cụ thể, quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì phần tiền hỗ trợ di rời tài sản đất không được bồi thường nằm trong phạm vi chỉ giới giao thông. Mức bồi thường quy định tại khoản 6 điều 20, quyết định 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk là 1.000 đồng trên 1 mét vuông. Khi phản ánh vụ việc này, quan điểm của báo Lao Động là không ủng hộ những trường hợp lấn chiếm đất công. Chính quyền không những không bồi thường mà có thể xử phạt nếu đủ căn cứ. Tuy nhiên, khi đã thực hiện bồi thường thì không thể máy móc, như với số tiền 1.900 đồng thì không biết để làm gì, có lẽ chưa đủ để uống ly trà đá. Ông Chính cho hay, Trung tâm đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi một phần nội dung ở quyết định này. Qua đó, giúp có lợi hơn cho dân, không chỉ ở công trình đường Hùng Vương mà còn rất nhiều dự án khác trong tương lai. Hoan hô ông Chính, hy vọng lãnh đạo địa phương chấp thuận đề xuất này. Một chuyện hỗ trợ cũng xưa nay hiếm vừa xảy ra ở Bình Định. Giữa tháng 2 năm 2023, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 thôn ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn bất ngờ nhận được phiếu đến trụ sở thôn nhận gạo hỗ trợ. Trước đây, họ thường nhận 15 kg gạo nên nhiều người đã bỏ ra 5.000 đồng mua bao để đến tượng gạo. Nhưng đến nơi, mỗi nhân khẩu chỉ nhận được 0,418 kg gạo, tương đương 4.000 đồng, coi như bà con lỗ 1.000 đồng. Vì sao có chuyện lạ lùng này xảy ra? Theo thông tin ban đầu, do chính quyền địa phương đã không quản lý tốt số gạo hỗ trợ cho dân để bị hư hỏng. Để bù cho dân, một cán bộ địa phương đã bỏ tiền túi mua 808 kg. Xã Tây Giang tổ chức cấp gạo đó cho 1.900 nhân khẩu là hộ nghèo. Trung bình, mỗi nhân khẩu được nhận hơn 4 lạng gạo. Số gạo bị hư hỏng, thất thoát không lớn, chưa có dấu hiệu cắt xén, xà xèo của công vì số gạo cũng không đáng kể. Nhưng câu chuyện ở đây là cách xử lý công việc của cán bộ chính quyền. Đã không hỗ trợ thì thôi, đến thời buổi này còn cấp 4 lạng gạo cho một nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, làm sao dân không bức xúc được. Giải cứu ngành đăng kiểm. Quý vị thân mến, hiện nay số lượng phương tiện không được đăng kiểm qua từng tháng ngày càng gia tăng và không có phương án giải quyết số lượng ô tô quá hạn đăng kiểm. Do vậy, nguy cơ đứt gãy dẫn tới đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang trở thành hiện hữu. Bài toán giải cứu ngành đăng kiểm đang được đặt ra rất cấp bách. Thời gian qua, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, đã và đang khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là chuyên án quan trọng, thể hiện sự quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của lực lượng công an. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Có 55 trên 281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hòa Bình, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, một dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, bao gồm một đăng kiểm viên bậc cao có vai trò là trưởng dây chuyền kiểm định. Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm, người có trách nhiệm ký giấy chứng nhận đăng kiểm cũng phải là đăng kiểm viên bậc cao. Mà hiện, số đăng kiểm viên còn đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người. Trong khi, để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới, cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ thống hiện nay đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên. Riêng các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sẽ cần khoảng 240 đến 250 đăng kiểm viên, trong đó cần ít nhất là 90 đăng kiểm viên bậc cao. Hiện nay thiếu khoảng 120 đăng kiểm viên, tương đương khoảng 50% số người cần có.
Trước tình hình trên, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở giao thông vận tải triển khai những giải pháp như bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định trước, đăng ký từ xa thời gian kiểm định, điều động, huy động nhân lực bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm bị thiếu, sử dụng cả các đăng kiểm viên đang được tại ngoại hoặc đã nghỉ hưu để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc đăng kiểm vẫn gia tăng do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên, đặc biệt là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm, thậm chí người dân phải đi xa sang các tỉnh lân cận để xếp hàng chờ đăng kiểm. Dư luận rất sốt ruột bởi nếu xe không đăng kiểm thì vẫn bị phạt, trong khi nguồn lực thì hạn chế. Đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra, nếu người dân bị phạt thì ai chịu trách nhiệm? Sau khi giải quyết cơ bản những vấn đề về thiếu thuốc và trang thiết bị y tế của một số bệnh viện tuyến đầu, ngay lập tức, Chính phủ ban hành nghị quyết số 31 trên NQCP nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, đảm bảo công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 năm 2023. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, thì Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên, quân đội cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm bị quá tải trên cả nước, và Cục Đăng kiểm đã có tân cục trưởng mới. Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thì tân cục trưởng là người có trách nhiệm, đạo đức, uy tín cao, đã có quá trình rèn luyện dày dặn, cần thiết đối với lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Sắp tới, tin chắc rằng dưới sự đốc thúc và giới hạn thời gian xử lý của Chính phủ, tin rằng Cục Đăng kiểm sẽ có nhiều hơn những biện pháp và quy định để xử lý dứt điểm tình trạng quá tải. Chính phủ đã mở đường, hy vọng đến lượt các cơ quan thẩm quyền ghi điểm. Công an tiếp nhận bằng chứng tố cáo YouTuber Long Ngô. Quý vị thân mến, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà, người nhiều lần nộp đơn tố cáo YouTuber Long Ngô, yêu cầu xử lý hình sự YouTuber này về hành vi bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Công an huyện Trảng Bom đã có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến việc người này tố cáo ông Ngô Thanh Long, YouTuber Long Ngô, 37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Tại buổi làm việc với Trung tá Nguyễn Văn Quyết, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bom, bà Hà cung cấp một USB chứa rất nhiều clip mà YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà trong một thời gian dài. Sau khi tiếp nhận bằng chứng từ bà Hà, Công an huyện Trảng Bom đã lập biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử. Liên quan đến vụ việc này, tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai có công văn trả lời liên quan đến các nội dung tố cáo của bà Trương Thị Việt Hà đối với YouTuber Long Ngô. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được hai phiếu chuyển từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an liên quan đến đơn thư của bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô vào tháng 3, tháng 6 năm 2022. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển cho Công an huyện Trảng Bom điều tra xử lý theo thẩm quyền. Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra xử lý liên quan đến nội dung tố cáo của bà Hà đối với YouTuber Long Ngô. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an huyện Trảng Bom giải trình, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an được biết. Theo bà Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng, YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam, đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Hà và gia đình. Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà. Trong năm 2022, bà Hà đã nhiều lần gửi đơn tố cáo YouTuber Long Ngô tới Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.